Chào mọi người. Hôm nay kênh Origami sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mô hình cái nốt sách hình trái tim ha. Các bạn nhìn rất ok nhé các bạn. Cái này các bạn đọc sách ha. Đến trang mấy thì các bạn bạn gắm lại, bạn nốt lại như thế này. Mình sẽ cắm vào ha. Đây, ta nốt lại. Này là giống như cái phần đánh dấu trang đó các bạn, thấy không? Đó, mình đánh dấu trang, mình ghim lại cái phần nào mình cần đọc đó, mình để lại, mình ghim lại, thấy không? Đó, thì khi mình đọc mà mình sẽ dở ra cái phần đó thôi, mình sẽ dở ra cái phần note này mình đọc thôi, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi, ok các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn gấp đôi tờ tiền lại ha. Rồi, bạn dỡ ra. Rồi mình gấp từ đây vào đây ha, gấp vào giữa. Rồi mình vuốt lên nếp ha. Rồi bạn gấp cái phần này vào trong giống như cái kia ha. Gấp đôi nó lại. Rồi ok chứ các bạn. Rồi các bạn dỡ ra. Rồi bạn gấp chéo lại ha. Bạn gấp chéo cái này lại. Bạn vuốt lên nếp ha. Rồi bạn dỡ ra, tự bạn làm ở bên đây ha, gấp chéo lại. Rồi bạn vuốt lên nếp. Rồi ta tự tập cộng hai cái đường chéo nè bạn thấy không? Đó, hai đường chéo. Rồi bạn gặp 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 vào đây một lần nữa ha, gặp chéo qua như thế này. Rồi tương tự tôi gặp ở bên đây. Rồi bạn dỡ ra. Rồi bạn thấy hai cái đường chéo nãy mình gặp không? Đó. Bạn lấy hai cái tay bạn tì vào đây. Bạn tì bạn vuốt cho cái này nó nhọn cái đầu luôn ha. Tới ngang cái đầu, rồi bạn đè này xuống từ từ xuống.
thấy chưa? Đó, bạn đè xuống nó sẽ được cái hình tam giác như thế này. Rồi bạn đè xuống mà giữ nếp ha. Rồi mà gập chéo cái này lên các bạn ha, bạn gập chéo cái này lên đây, đó như thế này, đó. Bạn vuốt, bạn đè giữ nếp ha. Rồi tương tự ta làm ở bên đây các bạn ha. Đè mạnh vào ha. Rồi bạn dỡ ra, nó có cái nếp rồi á. Bạn dỡ này lên nè. Bạn đẩy cái này thẳng lên đây ha, bạn đẩy cái này lên trên đây. Đó, bạn đẩy nguyên cái thằng này nè. Đó, bạn dỡ, bạn kéo cái thằng này đụng cái này trên đây luôn. Được chưa? Rồi bạn đè này xuống. Rồi tương tự ta đè với bên đây các bạn ha. Chứ bạn. Rồi mình đẩy cái này lên. Rồi bóp nó lại. Bóp nó lại như thế này. Ha. Rồi mình đè lên trên đây. Thấy chưa? Nó đơn giản thôi các bạn. Rồi tương tự nào, làm lại các bạn coi, bạn đẩy cái này lên nè. Bóp cái này lại. Rồi mình đẩy cái này lên trên. Nhớ bạn. Đó. Rồi cái phần này nãy mình gấp như thế này nè các bạn, bạn thấy không? Đó, nó có cái nếp như thế này nè. Rồi bạn dỡ ra. Rồi bạn đẩy cái này lên thẳng lên xíu. Rồi bạn tì từ đây nè, bạn vuốt lên. Bạn nắm đây nè, ha, bạn vuốt lên. Khi nó sát lên trên đây rồi á là bạn làm sao bạn cho cái này với cái này nó thẳng nè, nó có con đường nè ha. Bạn ấn cho nó vô cái nếp, nó bằng với cái nếp ở trên đây. Thấy chưa? Đó, nó bằng với nếp trên đây thì bạn đè xuống là xong. Thấy chưa? Tương tự như cái này nè, ta đẩy nó lên nè. Bạn cầm đi, bằng vuốt lên nè, thấy chưa? Vuốt từ từ lên. Thì nó khi nó gắt nó hết còn vuốt được rồi á thì cái này nó sẽ xét vô đây. Và cái đường này là bạn làm sao cho nó bằng với cái đường này là ok ha. Bạn thấy nó bằng là bắt đầu bạn đè xuống. Được cái hình như thế này các bạn ha. Rồi ok chứ các bạn. Rồi cái phần này là các bạn, con bẻ chéo lên ha, bẻ chéo lên đây. Rồi tương tự ta bẻ chéo phần này luôn các bạn ha. Chéo qua. Rồi phần này cũng vậy bạn, bằng bẻ chéo qua luôn ha. Đó, bẻ bốn góc luôn, ta đè bẻ bốn cạnh luôn. Các bạn. Đó. Cái phần này nè các bạn, bạn banh nó ra. Nó có nó ra nhiều ngăn, bạn giữ lấy cái ngăn tất cả ngăn bạn dồn vào hết, bạn chừa lại một cái nếp cuối cùng thôi, bạn đè nó xuống ha. Như thế này. Bạn cho cái bự nó để ở ngoài ha. Bạn đè nó xuống. Ra cái hình vuông ha. Rồi tương tự ta làm với bên đây. Ta dồn hết cái bự cái mấy cái ngăn ấy ra ngoài, ta để cái ngăn trong, ta đè xuống ra cái hình vuông ha. Ta thấy cái hình vuông rồi ha. Rồi tương tự ta làm với hai bốn cánh lại, ta banh ra ta làm như nhau hết ha. Đó, ta đè xuống cho ra cái hình vuông.
đây cũng vậy các bạn, banh ra đè xuống giờ. Rồi phần cái trái tim ở đây ta tạm ok rồi nhé các bạn. Rồi ở đây bạn bẻ mà bạn thấy cái này không, bạn bẻ nó xuống, bạn bẻ cái này xuống như thế này đó ha, nó đen như thế này, bạn bẻ nó xuống như thế này, bạn bóp lại cho nó giữ nếp ha. Dạ bạn. Rồi bạn xoay lại. Rồi cái phần này các bạn gập lại ha, bạn gập chéo lại như thế này. Đó. Rồi tương tự tôi gập chéo bên đây các bạn ha. Rồi các bạn bẻ cái này từ đây vào giữa ha, bẻ nguyên cái này, bẻ vào giữa rồi bạn vuốt lấy nếp ha. Rồi, ta xoay lại tương tự, ta gấp thế này vào đây giống như bên kia ha. Rồi tới đây ta tạm hoàn thành cái cơ bản về cái nó sách rồi các bạn ha. Rồi cái phần trái tim này nè, mình sẽ trang trí cho nó đẹp các bạn ha, mình sẽ gấp nó lại thêm cho phần trang trí trái tim đẹp. Cơ bản nó hoàn thành rồi, mình sẽ trang trí lại phần trái tim nữa thôi. Đây phần trái tim ngay chỗ này các bạn bẻ đôi nó lại, bạn mới gặp lại như thế này, nó có cái đường gạch ở giữa này ha, bạn bẻ cái này vào cái đường gạch giữa này. Đó. Và tương tự ta làm với tất cả cánh luôn ha. Đó. Nó có cái đường giữa nè, bạn thấy không? Đó, mình bẻ cái này vô cái giữa, bẻ cái bên ở ngoài vô giữa ha. Và phần này cũng vậy. Đây như vậy nè, các bạn bẻ nó vào giữa ha. Ha, đây này mình đẩy từ từ vô nè đó, ha. Chi tiết này nó hơi nhỏ các bạn, nó khó thấy xíu các bạn. Đó, bạn đẩy vô nè. Đây như vậy, bẻ vào. Rồi xong cái này rồi các bạn sẽ dựng cái này lên, rồi các bạn đè xuống. Nó ra cái ngôi sao giống như này, bạn dựng lên, đè xuống. Bạn bật cái này lên nè ha. Nó sẽ có cái rãnh nhỏ nhỏ mà bạn đè nó xuống cho nó ra cái hình bông hoa hay giống gì hết. Bạn đè xuống. Dựng lên. Nhớ bật cho nó có cái ổng ở trong mà bạn đè xuống mới được nha. Đó, như thế này bạn đè nó xuống rồi, thấy chưa? Đó, bạn đè từ từ xuống đó. Này bạn dỡ lên. Nó có cái ổng ở giữa đây nè. Đó là bạn đè nó xuống. Cái này bạn có cái tâm á, bạn chọt vô bằng bẻ ra nó rất nhanh nha các bạn. Chứ nó không có lâu gì đâu. Rồi. Đây là ta đã hoàn thành cái nó sách hình trái tim rồi nha các bạn. Rồi các bạn nhớ subscribe ủng hộ kênh Origami USD nha các bạn.
Anh xin ngưng video clip ở đây ha.